Đỗ Kim Bắc xin kính chào khách. Hiện tại đang là buổi chiều ngày 23 tháng 5 năm 2020. Và trong video clip ngày hôm nay thì xưởng em vừa hoàn thiện xong phần mộc một bộ Tân Thủy Hoàng. Hàng khủng, phân khúc cao to dài rộng hơn hàng thị trường rất là nhiều. Và được làm 100% chất liệu gỗ gõ đỏ của Lam Phi. Và sản phẩm gồm 6 món. Và ngay giờ em sẽ đi vào phần chi tiết cũng như là sẽ thông báo cái phần thông số kích thước cũng như là báo giá để cho khách hàng cùng tham khảo. Và nếu khách hàng nào quan tâm muốn sở hữu cái bộ sản phẩm này thì có thể liên hệ trực tiếp với xưởng em theo hai số điện thoại trên mảnh là 096-882-40 hoặc 086-882-40 hoặc về trực tiếp tại làng Ngái Mộc, thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Và ngay giờ em sẽ đi vào phần chi tiết để giới thiệu cho quý khách hàng cái bộ sản phẩm mẫu Tân Thủy Hoàng hàng khủng bên xưởng em. Và bộ sản phẩm này gồm 6 món, đó là một đoàn size, hai ghế đơn và một đôn kẹp và một bàn lớn đây. Và một bộ sản phẩm thì xưởng em bán với giá là 50 triệu đồng. Và bộ sản phẩm này có giá là 50 triệu đồng. Thì với khách hàng bỏ ra 50 triệu đồng đó thì khách hàng được những gì? Thì ngay bây giờ em sẽ đi vào đo đạc cụ thể về chiếc đoạn dài này. Và đây, anh đo cho em từ đầu khuôn tranh. Anh Bảo ơi, chiếc đoạn dài có kích thước trên mặt khuôn tranh là 2m67. Đó. Và sâu, chiều sâu. Đây ạ. Chiều sâu trên mặt khuôn tranh là 63 các anh nhá. 63. Và anh đo cho em cái chiều cao. Chiều cao là 1m27. Đó, 1m27. Đó. Và toàn bộ những cái phần cột này của xưởng em nằm cột liền các anh nhá. Cột liền và hàng lục lạc trần lõi. Đó, lục lạc trần lõi và được làm 100% chất liệu gỗ gõ đỏ, hàng chọn gỗ chọn vân. Và về phần tầng dưới làm xưởng em làm chân 14. Đó, đó chân 14. Chân 14 các anh nhá. Và làm cổ chỉ 3 tầng. Cổ chỉ 3 tầng và làm yếm là yếm dày 4 vân các anh nhá. Và làm yếm liền. Và phía tầng dưới thì xưởng em là có thiết kế làm 8 chân. Và chiếc đoạn này có kích thước trên mặt khuôn tranh là dài 2m67. Đó, chiếc đoạn này phổ bì là rơi vào 2m8 các anh nhá. Và khuôn tranh, khuôn tranh là 4 phân, rất là dày dặn. Đó. Và tiếp theo đó là phần ván. Ván mặt là ván 2 phân và được xưởng em là chọn gỗ lục lạc trần lõi các anh nhá. Vân cực kỳ là đẹp. Đó, với dòng chất liệu của gỗ đỏ thì vân nó cực kỳ là ít, nhưng mà cái sản phẩm này thì xưởng em lọc lựa được cũng như là rất là may mắn thì được một chiếc ván đỏ này, vân nó vô cùng là đẹp, vân nó như gỗ hương luôn. Đó. Và phía phần vách thì xưởng em là vách đục tứ quý, tùng cúc trúc mai, tùng hạc, cúc kê và trúc trích và mai điểu, cũng như là phần đoạn giữa thì vách giữa là xưởng em là đục cây sen, tượng trưng cho đất nước Việt Nam chúng ta. Và phần ván vách này xưởng em làm dày là 2 phân. Đó, dày là 2 phân. Đó, và phần trương là trương liền các anh nhá. Trương cuốn thư liền. Đó, trương cuốn thư liền. Đó. Và tiếp theo đó là chiếc ghế đơn. Chiếc ghế đơn này có kích thước là trên mặt khuôn tranh. Đây. Trên mặt khuôn tranh là 1m1 các anh nhá. 1m1 trên mặt khuôn tranh và sâu là 63. Cũng như là cao là 1m27. Đó, và vẫn là vách đục tứ quý và cột 12, cột liền các anh nhá. Cột liền. Và cột 12. Đó. Và phía tầng dưới thì xưởng em là thiết kế làm chân 14 và làm dáng dấp là cực kỳ là khác biệt so với hàng phổ thông trên thị trường. Đó. Và toàn bộ thì được xưởng em là chọn gỗ lục lạc trần lõi. Đó, lục lạc trần lõi. Và kể cả phía đằng sau cũng vậy. Đây, em sẽ quay ra phía đằng sau để cho anh hàng để quan sát được. Toàn bộ là được xưởng em là lọc lựa gỗ, lọc lựa vân rất là kỹ. Và với dòng chất liệu gỗ gỗ đỏ này thì gỗ cực kỳ là ổn định, với độ ổn định cao, không lo mối mọt, cong vênh cũng như là lứt toác hay là lứt răm. Đó, rất là ổn định về dòng gỗ gỗ đỏ này. Và đây là một chiếc đôn đầu bàn có kích thước là 45 x 81. Đó. Và chiếc bàn lớn có kích thước là 81 x 1m57.
mặt bàn liền một tấm dày 2 phân và được đục tích là thuận buồm xuôi gió. Mặt ván liền dày 2 phân các bạn nhé. Mặt ván liền và dày 2 phân và phần khuôn tranh cũng là 4 phân. Và phía phần tầng dưới đây vẫn là chân 14 và thiết kế là cổ chỉ 3 tầng. Đó, cổ chỉ 3 tầng. Và tất cả các phần quay hộp ngăn kéo đều được sửa ra mà đục vương miện hoa tây, cũng như là thiết kế hai đầu ngăn kéo ở hai bên, đầu bên này và đầu bên kia. Đó. Và hai chiếc ghế đơn có đồng kích thước là trên mặt khuôn tranh là 1m1 và phủ bì nó rơi vào 1m25. Đó, phủ bì nó rơi vào 1m25. Về chiều dài cũng như là chiều sâu là 85 và chiều cao là 1m27 phủ bì. Đó. Và sản phẩm này thì xưởng em là mới dựng xong phần mộc. Và cái sản phẩm này thì xưởng em đã lọc lựa gỗ từ năm ngoái này. Đó nên là chất lượng gỗ cực kỳ là đẹp. Đó, đây, khách hàng để thấy gỗ gỗ đỏ nó rất là ít vân. Mà cái sản phẩm này thì xưởng em là lọc lựa vân nó rất chi là đẹp đây, rất chi là đẹp. Và toàn bộ là được lọc lựa gỗ, chọn gỗ lục lại. Em sẽ quay cả đằng sau để cho khách hàng thấy được đây. Đó. Những cái phần loang này là nước nó vừa khô. Đó, rất là đẹp. Và một chiếc đôn ngồi có kích thước là 45-45 cũng làm khác biệt so với hàng thị trường khách hàng nhé. Đều làm cổ chỉ 3 tầng cũng như là đục hết cả quay ngăn kéo đây. Em sẽ quay phần gần. Và sản phẩm thì em đã để gỗ từ năm ngoái rồi nên là cũng là hơi là bụi, nên là đây khách hàng phải chưng nữa đây. Phần gần đó, hàng lục lạc chân lõi khách hàng nhé. Đó, rất chia đẹp. Và khách hàng nào quan tâm đến bộ sản phẩm này với mức giá là 50 triệu đồng thì có thể liên hệ trực tiếp với xưởng em theo hai số điện thoại trên mảng là 0968824 hoặc 0868824, hoặc về trực tiếp tại làng nghề mộc thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Và hiện tại em đang quay trực tiếp tại gian hàng, nhưng mà do là xưởng nhà em là nắng hướng tây thì là đang có một chút ánh nắng nên là không mở được cửa ra. Đó. Và trên mình vị đang thấy là một bộ tần hình hoa chất liệu gỗ gỗ đỏ của Nam Phi, và được xưởng em là lọc lựa gỗ lục lạc chân lõi. Và một bộ sản phẩm gồm 6 món, một đoạn dài, hai ghế đơn và một bàn lớn và một đôn đầu bàn và một đôn ngồi. Và sản phẩm thì xưởng em làm là chân 14, cột 12 là cột liền các anh nhá, làm theo phân khúc hàng khủng, cao to dài rộng hơn hàng thị trường rất là nhiều. Và khách hàng nào quan tâm muốn sở hữu cái sản phẩm với mức giá là 50 triệu đồng thì có thể liên hệ trực tiếp với xưởng em theo hai số điện thoại trên mảng là 086 882 40 hoặc 096 882 40, hoặc về trực tiếp tại làng nghề mộc thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Và video thì xưởng em cũng xin là kết thúc tại đây, và hẹn gặp lại quý khách tại video tiếp theo. Và xin chào và hẹn gặp lại.